Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng ngày thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023. Chúng tôi đang có mặt tại Đại hội Thanh thiếu niên Cao Đài lần thứ 10 toàn thế giới, được tổ chức tại Thánh thất Châu Đạo Cao Đài, Nam California, thành phố Westminster. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu ban tổ chức Đại hội Thanh thiếu niên Cao Đài kỳ thứ 10, anh Ngô Thiện Đức, trưởng Ngô Thiện Đức, cũng như là trưởng hội thi. Kính thưa quý đồng hương và quý đồng đạo, Đại hội Thanh thiếu niên Cao Đài thế giới kỳ 10 được tổ chức tại Thánh thất và Điện thờ Phật mẫu Orange Châu Đạo California, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cứ 2 năm một lần là Đại hội Thanh thiếu niên Cao Đài thế giới được tổ chức, và hiện nay là kỳ đại hội thứ 10. Vì dịch bệnh thành ra bị đình lại khoảng 3-4 năm, thành ra năm nay mới tổ chức là lần thứ 10, hiện tại ở thành phố Westminster. Và sau đó thì các anh em ra đất trại tham dự cho tiếp tục cho đến ngày 1, ngày 2, ngày 3 mới bế mạc. Dạ, xin mời trưởng thi. Thưa, xin mời trưởng hội thi cho biết nội dung và mục đích cũng như là ý nghĩa trong các ngày đại hội thanh niên đối với giới trẻ Cao Đài. Dạ, thưa anh, thì như Thượng Đức trình bày thì đại hội mỗi 2 năm một lần. Mục đích của đại hội là gom các em lại sau để ôn lại sau 2 năm sinh hoạt, thì chúng ta có những ưu khuyết điểm nào. Nếu mà ưu khuyết điểm thì chúng ta tiếp tục phấn đấu để làm những cái công việc đó. Và nếu mà có khuyết điểm thì chúng ta rút kinh nghiệm để mà sửa lại cái lỗi lầm nào đó trong 2 năm vừa qua. Thì cái mục đích đại hội là như vậy. Chủ yếu là huấn luyện cho các em để trở thành một người tốt, một người công dân đức trí thể dục và tốt cho xã hội cũng như là trong gia đình, cũng như là giúp được đạo pháp. Chủ đề năm nay là kiên tâm bền chí, là các em quyết giữ vững lập trường, coi như tuy rằng có nhiều khó khăn trong đại dịch nhưng mà các em vẫn duy trì tiếp tục sinh hoạt và để phát triển cái nền đại đạo cũng như phát triển đại đạo thanh niên hội để hỗ trợ cho bàn trị sự ở địa phương, trước tiên là phụng sự cho tha nhân và phục vụ cho đạo pháp trong tương lai. Thưa, nhân dịp đại hội lần thứ 10 này, lần này thì các trường có lời gì chúc cho tất cả những thanh thiếu niên Cao Đài ở trên toàn thế giới mà không có cơ hội về đây tham dự? Và kính chúc cho tất cả thanh thiếu niên Cao Đài ở khắp nơi trên thế giới xem qua cái đài truyền hình SBTN hay là xem qua YouTube ở trên online, thì chúng ta hãy cùng chia sẻ, có một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng về để mà tổ chức chung cái đại hội, tức là chúng ta về mấy nhà chung, có một ông cha chung mà đại đạo thanh niên hội á, đứng ra tổ chức cái đại hội thanh thiếu niên Cao Đài thế giới với mục đích là tập hợp tất cả thành phần thanh thiếu niên con nhà đạo thành một khối vững chắc để phục vụ cho đạo và phục vụ cho tha nhân. Thưa anh. Kính thưa quý khán thính giả, đại hội thanh thiếu niên Cao Đài hải ngoại lần thứ 10 sau đó đã được bắt đầu với các nghi thức khai mạc trang trọng, với sự tham dự thật đông đảo của các thanh thiếu niên Cao Đài từ các tiểu bang, sự hiện diện của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, các vị dân cử địa phương, các đại diện tôn giáo, phần phát biểu chúc mừng của trưởng ban tổ chức, phần phát biểu của các đại diện độc đạo của cơ sở các thánh thất, phần các thanh thiếu niên Cao Đài tại Dallas, Texas, trao tặng ban tổ chức mô hình thánh thất tòa thánh Tây Ninh tại quê nhà, phần các vị đại diện dân cử phát biểu và nhắc nhở các thanh thiếu niên phải luôn học hỏi tiếng Việt, phần chúc mừng của Phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo và của Phái đoàn Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Và buổi lễ khai mạc đã kết thúc vào buổi trưa cùng ngày sau phần dùng cơm chay thân mật và chụp hình lưu niệm. Riêng các thanh thiếu niên sẽ còn 3 ngày sinh hoạt tại Irvine Park, thành phố Orange. Phát Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Westminster, Nam California.